An Thái xã danh Quý Hương. An Thái xã danh có chầu đệ tử đức danh nghề dọn truyền. Phụng mệnh Hoàng Thiên điều thời, phụng mệnh Hoàng Thiên ngự đông ba ảnh vong khắp miền gần xa. Sát quỷ trừ tà xa uy, sát quỷ trừ tà chiêu tài tiếp lộc gần xa y cho đồng y. Tứ phủ tùy tòng khưng sai, tứ phủ tùy tòng chiều dùng công chúa ngự đồng thì cứu dân đi. Ngoài nghĩa dưỡng nương hoài trời độ lượng ý nghĩ bao dung mặt hoa phấn điểm đôi má hồng gồm lo tứ đức nga tam tòng mượt mượt đi vân lan tóc mây, mượt mượt vân ni an lưng ông ngày má vẫn xem thà thì tốt là tươi. Miệng sâu cười đến trăm hoa đua nở đang lên đề tài tiên nữ nghe bồng lại vào tô giá rộng khoan thai đã trong hiền ứng lại ngoài nghề tôi linh nghề chốn thiên định các ni tiền nàng nô nức ni dân hoa trầu thôi lại trở ra khi ra thiên bàn khi về thì đôi áo
niệm từ bi dâng nhang, miệng niệm từ bi tam tòa tiên thánh, chứng chi cho đồng hồn này loạn giá tự trung. Bách bộ nàng hoa lệnh truyền, bách bộ nàng hoa nghe lời châu nhủ, bước ra ngự đồng Phật thành, ra ngự tiên cung. Liên thanh sư tú thoại ý.
Thank you.
vang trong hang đồng nghề, đàn báo hoa giao dương tìm mồi hiu lại ngơ ngác về đôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
suối quanh đứng qua chân đều hạt hoa
dần sáng con mong ngỡ thanh niên đời đời nghiệt không dám đi đơn xanh nhất tâm buồn lòng họ vũ còn hiếu chung nghề mà đến hôm nay vui hát ca đón châu về đây cuốc kêu người cảnh chiều hôm
kêu gửi cành chiều xa, nghe tiếng khiếu gợi nỗi buồn bâng khuâng. Ông hổ gầm vang trong hang động, đàn báo hoa sao dựng tìm mồi hiu lai ngơ ngác trên đồi. Xuống gành dài sóng núi chảy vênh, hát bóng treo leo hữu lúc trầu dốc đổ ngoằn ngoèo. Giá vũ vân phù
mượn thân phàm xuống chín đưa làm thân. Khắp Tây Đông muôn dân mừng rỡ bạn ngàn rừng thế nở nhụy khoe tháng năm đèn lựu lập. Dân
đến đây.
vàng xuyên bạc cho lúc nhờ nhớ lên ca. Con nét đoan trang ai nào dám đò, bốn anh linh đã có tiếng vàng cho thùng dùng được khách qua ngàn. Thuôn thiên, thuôn
tường nữ nhi má hồng. Cảnh đốm hồ non sông cơ cực mà ách bảo tàng hán đặc bắc phương đắng cay thảm thiết. Yeah.
hay quang chiếu từ trung đã tích tăng cúng dâng kim bồ hoàng lên đồng thánh chúa thiên trung vương. Dân
ruột cháy gan trong thời phụng sự trái đàn, ngoài thời luyện tướng trong thời khảo quân. Cơn sóng gió bất bình nổi dậy nghe tin cha già, mạn lửa cháy sùng sôi Phạm Hương chàng đã qua đời. Vì ta nhan sắc để cho người hàng hoa, trước từ đường dâng hương khấn nguyện, quyết vì đời tuốt kiềng ra tay. Phạm Hương chàng hỡi có hay, khổ thiêng chứng giám cho lòng thiếp đây. Thề nguyện giải bày trước ác mà dạ căm thù, giặc Hán sụp sôi thề rằng không đổi chung trời, mọi gan giặc ác để tế người hàng oan. Tâm tình thấu đất trời dung chuyển nhẹ gót hồng, châu tuốt kiếm ra đi bên dòng sông nhị canh khuya. Thuyền bè cận mật bốn bề nghiêm trang, sẽ về miền tịnh độ với ba quân.
thường kim cổ tình duy, hiến thân cho xã tắc xã trí hiểm. Lời son sắc quyết liều mình thác, máu tim trào kiếm bạc lung linh, dường dường như cột đa giữa dòng, hiên ngang lẫm liệt oai hùng trơ trơ. Quân Hán tặc mắt mờ đầu váng, lệnh hồi chiều phách tán hồn bay, giống xưa từ trúc bọc đầy còn lưu vết tích nơi đây rõ ràng. Vì Đông Hán mưu mô xảo trá, kéo quân sang cướp của giết người, nó gây bao tội ác tày trời. Thái thú Tô Định chính là kẻ chủ mưu. Nó bắt dân mò ngọc trai dưới đáy biển, lên rừng tìm vật quý công dân, ngà voi tê giác nhung hiu, nhọc nhằn mưa nắng lưng quằn đỏ gió. Dòng thơm hay bao người đón đọc, chỉ mong sao xóa sạch bất công, chỉ mong xóa hết nợ nần, chỉ mong sớm lánh khỏi vòng lầm tha. Phạm Hương chức nam chân quận trưởng, lễ thương dân sống giả cơ hàn, tuy rằng áo mũ xanh xa nhưng lòng thanh bạch, không bao giờ làm điều nhớ. Được vũ công ứng cho làm dễ, hẹn ngày lành làm lễ kết hôn, nhưng Tô Định nó sẵn có lòng tham, ao tù khát nước rồng và tâm chung. Đức vũ công không kìm uất hận, chửi mắng tên Tô Định bất nhân. Định lệnh chém đầu ông, sai quân sửa chiếc kiệu rồng đó rồng. Nhận được tin báo mà lòng đau như xé, thục nương nhờ gửi mẹ nơi xa, ung dung đến trước kiệu hoa, trả lời dòng già là ta sẵn sàng.
nhận lễ vật nhà quan mang đến, các người mau mau đứng lui ra, chỉnh tề khăn áo bước ra, kiếm vung biển hét trầu không tha kẻ thù. Quân Tô Định vây thành đứng phục, phục lương xa tới khúc sông Hồng, thấy thuyền câu nhỏ bỏ không, kiếm thay trèo nước theo dòng về xa. Bảy ngày đêm đội trời đạp nước rẽ xây lo, tìm chốn nương thân tiền là cảnh ấy tĩnh tâm, nấp sau ta bảo trầu dần dần tiếp đi. Lòng lo nghĩ nợ nước bao dân lành, chẳng được yên thân tiền là chịu dù nghĩa quân, tích lương liệu kiếm cùng dân dẹp. Xong đốt xác quân thù, thúng dung nhẹ bước thì trời vừa giáng đông. Quân Mã Viện ầm ầm kéo tới bùa quân vây, phơi phơi cờ bay hùng thiêng, gặp vật không may lẽ đó lại để vào tay bảo tàng. Lấy kiếm bạc thân đào tự sát, gốc thông kia ghi tạc sử danh, bát đạt đại tướng nổi danh. Tháng ba ngày 17 năm nhâm dần về tiên, anh nghe linh rực rỡ vạn niên. Chi lăng ai lên đông mò, chi lăng sầu mười nữ kiện cứu dân tiền triều. Gặp vận hiểm nghèo nước non, gặp vận hiểm nghèo sầu mười đồng mò, sớm chiều sông pha. Vui
giặc mình quen thói bao tàn. Lập tức nghe tùng nghi mỏ ba đức nghi tài vang dày gần.
chùa. Thiên đi mù nhấp nhô, Sài Gòn gia đình châu mười vào chùa Vĩnh Nghiêm. Bạch Đằng bên nghe thủ thiêm
Trên ngàn lắm quả nhiều hoa.
đốt đuốc vào ra sớm chiều, lổ bay nằm chiếu vai đeo gót tiên hải sào mỹ miều xinh tươi. Sáng sáng nàng tiên nữ bay bay về về bạn đến đây, sáng sáng nàng tiên nữ bay bay về ôm bạn đến đây.
đồng loạn ra về đây, à thương đồng từ Bắc Lệ về đây. Văn con kể tích chùa Bà Long.
quân, thời Đường Đỗ Hộ chịu bao điều, tuổi nhủ đắng cay lương dân cực khổ đêm ngày. Lương dân cực khổ đêm ngày, mò trái đéo ngọc dẫn đầy máu lòng thù hận, đâu đâu cũng nổi dân vùng lên đánh đuổi ngoài bang đường suy nam hán lại xa. Thank you.
mới phai. Lúc bình sinh sắp tài cứu thế, nay hiện thần xích kể oai linh, âm dương thượng phạt nghiêm minh. Sáng chúa thường giàu mà bạc đức, tùy phương chúa hành. Tiền chúa đã đức danh Ninh Hải, lại đồn ra các thải bạch lăng. Kỳ sơn an lão nức lòng, ngoài cẩm phả ngoài bãi cháy, ngoài cửa ông cũng sùng. Như xưa miếu nghè dãi nắng dầm mưa. Dân chẳng hề nao núng, dân hướng cầu, dân cũng quả hoa tím thơm, ngày một lặng xa. Khai ân
cha nối dòng trưng triệu hiền nga. Thank you.
quang minh trên đêm trung ngã tích tăng cung giả kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung hương ca lăng thương giả ân tương bi lân bân chúng sinh côn ngã kim bình lệ song nhang thầm cửa diệu quang đi phạm chư thiên tôn chứng ma chứng đàn hoàng vì chứng ma chứng đàn niệm độ cho đệ tử mọi đà hạnh thông chứng rằng sở hữu tàu tân chín
động mười đèo mơ to. Họ vũ gắng tu trì thì sẽ có đường. Nhiệm màu phong nguyệt vô biên, đến đây đón họ vũ ghế ông bơ là khách hữu duyên.
biết ngò cùng ai giang đâu hạnh hương khách là gió gió hay hay bỗng ngát mùi nhang xả nhác trông lên nhác trông lên vách phần phố bay thờ ai xin đôi một ba đình non bóng đá
tình lại say. Hỏi non non những mòn vì nước, hỏi nước thời cứ trôi ngược thơ. Biết ai hòa mấy vần thơ, hỏi trăng thì trăng những lững lờ trong mây. Các ghế ơi nhìn ông mơ về đồng đẹp như trăng rằm tháng tám, vẻ thưa nhìn càng ngắm hoàng càng xa. Kề cửa đồng chơ chơ, ông bơ hôm nay về đồng chúng con cứ luôn những ngẩn ngơ về hoa. Chính về ai hay lòng sắt đá, ba ngôi đấu ta quyết chiều giấc mộng và mênh mông sóng vỗ bạc đầu, thuyền rồng ông bơ nhẹ lướt hoàng về châu mông vương. Ở trên bờ phùng giá đôi bên, ông bơ hoàng lên yên ngựa, có các nàng tiến đi theo hầu. Đồi xanh tiền mùa hát theo sau, cờ thần rong ruổi đi đầu là tiếng loa. Điện tấp nập rộn ra, trăng hoa kết nến rước hoàng ngự vui. Giang bản đàn ông bơ trừ ta chỉ bệnh, phép anh linh hiền hách cứu nhân. Trực hoàng cầm cân công bình, tiếng anh linh dày vã từ đây, ai kẻ con dám lấy làm kinh. Hoàng cứu cho trần thế sinh linh, hàng ma phục quài độ sinh kia nhiệm màu. Giáng ngự lên cứu sinh độ thế nương ngoài trời, sở trị quân sư. Phép thần thông biến hiện vô biên, thành hơi kim mà.
hoàng dương dương ngay tại đền. Cờ mở trống rong hưng long, cờ mở trống rong cùng Minh Thánh ra quan hoàn hồi.